banana, usta banana, banana, anh chuối như củ chuối, anh chuối ơi, người anh như củ chuối á, thiệt tình. Chửi ai vậy, chửi ai? Trời ơi, vô ngon ông Tâm. Trời dĩ em đi, la 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 la. Đúng rồi, chào đón. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh series Minecraft mới không, cũ của mình. Nếu các bạn thích video này nhớ để một like, một share để ủng hộ video mình, và nhớ qua đăng ký channel của thành viên của ướp game, chính là Kairon, và anh chuối ướp banana, ướp nói chung nhiều ướp lắm. Ở dưới phần description đó, bạn có thể kéo xuống dưới để đăng ký ủng hộ nha. Ok, bây giờ mình với Kairon đang ở trong cái nhà của Simi. Hôm nay Simi đi rồi, hôm nay mình qua mình chiếm Kairon. Đúng rồi đó, cái gì vậy? Hôm nay là Simi đi chơi rồi, cho nên á là tôi gửi ông qua đây là có việc đó. Gì vậy? Qua đây lên. Có cần phá nhà giùm không? Cái gì vậy anh hai? Tự nhiên đâu có ai rủ qua đây đâu phá nhà, trời ơi, giờ đi đâu? Đây, từ ra đây. Không. Cho ông coi nhiều món hấp dẫn lắm. Ôi, có cái bánh gì nè ba? Ồ, mấy cái bánh này nè. Ôi, có đúng cái mũ gì nè. Đúng vậy, đó không? Thấy cái bó đây không? Trời ơi, cái này á là hồi á tôi mới lấy thu thập ở trong cái hầm á, cái hầm mà Simi giấu á. Thì tôi luôn á, ba chơi đồ hàng quá trời luôn mà ba giấu mình ba. Gì chứ chơi đồ hàng. Đó, giờ tìm ra được quá trời luôn nè. Có cá luôn rồi. Đi phá. Để tôi đi review căn nhà này, hồi bữa cho anh Kairon chưa kịp nữa. Ê, lên đây cho coi gì nè, đẹp nè Kairon. Alo, đâu có ai ở nhà không? Ủa, đây đâu ta? Ủa, ai ạ? Nghe giọng quen lắm á. Alo, có ai ở nhà không? Nghe giọng quen lắm á. Quen quá vậy? Căn nhà nào mới là căn nhà tình yêu của Simi với Kairon ta? Ủa? Ủa? Ai ạ? Ủa? Ui! Giá sĩ chuối. Ủa, ui, anh chuối kìa. Anh chuối kìa. Anh chuối. Ôi. Anh đi đâu vậy? Xuống đây nói chuyện nè. Trời ơi, tự nhiên chuối đi qua đây vậy ta. Ủa, anh chuối đi qua. Đây đặt. Cái nhà. Hello anh chuối. Trời ơi. Hello anh chuối. Trời ơi, bữa nay anh đâu đi đâu qua nhà khu của tụi em vậy? Ôi hello hai đứa, trời bữa giờ á anh được mấy bạn fan comment ở video của anh á là anh chuối ơi, anh đi kiếm nhà của nhà tình yêu của Kairon và chị Simi đi. Cái gì vậy? Nhà tình yêu. Tôi biết nữa, nhà tình yêu là nhà gì mới nghe lần đầu tiên luôn á. Do Kairon à. Ủa em quen Simi từ bao giờ mà em mới gọi là không hóc báo cho anh gì biết á. Mấy bạn fan mới biết luôn á. Rồi giấu à. Em đâu có giấu gì đâu. Em Kairon ơi, em kỳ quá, dù sao anh cũng là trưởng team á, anh đâu cấm tụi em yêu nhau đâu mà sao em giấu tụi anh là sao? có em có giấu gì đâu. Trời ơi, em chỉ là em sợ thôi mà, không? Em sợ làm ảnh hưởng tới mọi người thôi mà. Em đâu mà em sợ hả? Anh đâu có tụi mà cấm em yêu nhau. Nó nói chuyện với anh chuối mà nó xây cái mặt, xây cái lưng vô anh chuối à. Với anh mà em xoay lưng vô vậy là em không có tôn trọng anh. Em là thành viên mới, em rất là tôn trọng anh chuối đó. Anh chuối hỏi gì em cũng trả lời á, nó nói không rồi. Nhưng mà bây giờ nhà nào mới là nhà tình yêu của em với là Simi đó? Nhà phòng trắng anh. Nhà này nè anh, nè, đây là nhà tình yêu của em với Simi nè. Đây nè. Có gì kỳ vậy, nhưng mà nãy anh thấy em với lời Hi Ha hai đứa trong căn nhà này mà, chứ đâu có Simi trong nhà này đâu. Trời ơi, em là em thiên cái lâu anh lắm á. Ê, nói gì vậy, có cấm yêu nhau nhưng mà cấm chơi gây nha. Em nói giỡn rồi. Hôm nay cái khu của em chỉ có 3 đứa thôi mà Simi nó đi rồi. Còn có 2 thằng con trai à, không biết làm gì á nên qua chơi. À, vậy căn nhà nào của em đâu Hi Ha? Đó, căn nhà này của em nè, mà nó cùi bắp lắm. Rồi nhà đối diện nhà Kairon là nhà của ai? Em cũng không biết nữa, nhà này. Nhà này là của Úp Lucy. Úp Lucy hả? Bừa bộ lắm anh, anh vô coi đi, nhìn ghê lắm. Ở nhà Úp Lucy có con chó tên Shiba không nhỉ? Không. Trời ơi, nhà Lucy gì ghê quá à. Đúng rồi, Lucy là phụ nữ mà anh. Lucy là phụ nữ mà. Có cái xác mà treo rồi, thôi nhỏ này ghê quá thôi, không vô nhà. Ghê lắm, mấy căn nhà này thường có càng bẫy lắm, không thích chơi với mấy nhỏ phụ nữ đâu các bạn ơi. Coi nhà của Kairon có gì nha. Đây, vô nhà của em nè. Nhưng mà anh cũng muốn có một căn nhà quá à. Thì anh xây đi chuối.
Nghĩ sao đi, anh mới vô thế giới này anh đâu có nguyên liệu đâu, anh xây mấy đứa trong thế giới này nhiều mấy đứa có mới có nguyên liệu để xây chứ. Ủa? Thế giới này chơi sáng tạo hả? Thế giới chơi sáng tạo, tay chân của anh sinh ra để làm gì mà anh không đi tự xây nhà mà anh phải bắt tụi em đi xây ở trên nhà mình nói mày giỡn mà mày chửi anh hả? Anh là em nói giỡn. Anh là trưởng team hai đứa rồi xây nhà cho anh. Dạ. Hai đứa coi xìm xầm đi, coi đứa nào thua đứa đó sẽ xây nhà. Sao bạn? Sao bạn? Chính xác là bạn. Thôi, thôi, anh em mình là mình phải xây chung đi. Ôi, dạ, ngăn nghe. Thôi khoan, hai đứa xây nhà đi nha, anh tự vô nhà anh review nha, bye bye mấy đứa nha. Dạ. Trời ơi, mới qua là kêu tụi mình xây nhà vậy đó. Mới qua mà kêu tụi nhà là sao vậy hử? Tình khó chịu được mà. Hey, ta có một cái skin này ghê lắm bà. Mạnh lắm bà. Ta có một cái con quái đó chính là Mad the Killer, ghê không? Mad the Killer. Mad the Killer. Đâu. Trời ơi, tao đưa cho mày hôm qua đó đâu, mày mặc cái bộ skin đó vô thử coi. Cái Mad the Killer hả? Đúng rồi. À, cái con Mad the Killer. À, nhớ rồi. À, ngày hôm qua là buổi tối ông bảo là cái gì mà xài cái skin này để gọi là cho mọi người đúng không? Đây vậy nè. Cho Jimmy mà hôm qua không có Đó. Ê, bây giờ tao một chút. Ê, chút tụi mình xây căn nhà xong mình bỏ mấy con này vô cho anh Chuối. Đúng rồi. Nhìn mặt bác không để nhìn cười được. Đi kiếm, bây giờ mình đi kiếm xây nhà. Giáo sư Chuối này thiệt tình á, mới tới world của người ta mặn hiếp thành viên không à. Buồn ghê á. Ok, bây giờ xây nhà ra đây. Bây giờ mình sẽ xây nhà đơn giản thôi ba. Cái đúng rồi. Anh Chuối cần sang trọng đâu. Rồi, đây à đây, có cái cửa này nhìn cũng thanh lịch vô địch khắp vũ trụ rồi nè. Đây, đó, cửa này nhìn cũng đẹp chứ bộ, thấy không? Cái cửa, tính ra cửa này là cửa gì luôn á ba? Nói chung là nhìn nó cũng sang chảnh á, thấy không? Rồi, ok, hành lịch khắp vũ trụ luôn đúng không? Ok. Ây, giờ, rồi, chừng nào mình mới bỏ mắt đi nữa. Cửa sổ hả? Ủa, mà tụi mình bỏ Mad the Killer ở dưới hầm hay sao? Ừ, hoặc là đợi ông ngủ đi. À, mình để Mad the Killer dưới hầm cũng được, cũng đúng. Mình đợi anh Chuối ngủ xong mình chói liền. Hấp dẫn. Đúng rồi, cho khô máu Chuối luôn. Tôi nghĩ là tới giây phút này chúng ta nên cầu nguyện đi ha. Trời khô máu luôn. Ôi, nhìn con búp bê này giống anh Upgrad ghê luôn nè. Đâu? Nè, nhìn con màu đỏ này nè. Sao mày chơi mày, để gì sao người ta được người ta đi mày? Quên bạn. Trời ơi bạn. Từ bạn quên xíu mà bạn. Thôi để ba con thôi đấy. Cho hợp lý. Cái cúp để đâu bạn? Để mày đi. Đó. Hợp lý. Treo cái đầu này vô đây nữa. Rồi. Thôi ơi bạn, đẹp chưa? Được. Rồi, ok. Vậy kêu anh Chuối ba, kêu anh Chuối ba. Kêu. Không, mình để Pepsi cho anh Chuối uống rồi. Thì giờ Go. Quên, trở lại skin thường ba. Quên. Vô bạn. Tâm. Anh Chuối ơi. Lâu. Chuối ơi, xong nhà anh Chuối. Anh Chuối, anh làm cái gì vậy? Ủa, cái bánh kia là cơm nóng hả? Cái này là đồ ăn cho bé mưa. Trời ơi. Ủa, đồ ăn cho bé mưa hả? Đúng rồi. Ủa, vậy thôi, ăn đi con. Hên quá, xém chút là cạp rồi. Gì nhân chơi. Ủa, đồ ăn cho chó mà em để tủ lạnh kì vậy ba? Ồ, nó dụ anh Chuối á. Lỗi em lạnh là sao? Đi qua coi nhà đẳng cấp thanh lịch nhất vũ trụ nè anh. Xong chưa, nãy giờ kè. Kè. Đẹp lắm luôn á anh Chuối. Kè anh. À, căn nhà màu vàng hả? Trời biết anh thích màu vàng ghê thì. Ủa nhưng mà sao có mấy bong bóng trang trí trên chi à ba? Khánh thành. À, đúng rồi. Nhà anh đâu có bán gì đâu mà khai trương. Rồi vô coi thôi. Đi coi thử đi anh Chuối. Trời ơi, đẹp không Chuối? Ồ, có cái bàn làm việc là thích rồi nè. Nhưng mà ở trên bàn quá là này đẹp bỏ luôn mà.
Không, bàn này là ba cái bàn mà kiểu như là giáo sư cho giáo sư, còn này bàn này làm việc nè anh. Bàn làm việc đâu, chỗ này quay clip đâu, hợp lý, chơi Minecraft quay clip lại cho các bạn coi, livestream đồ. Đặc biệt livestream trên cái gì? Nimo. Livestream trên Nimo, bạn nào gọi là muốn xem mình livestream thì nhớ theo dõi kênh mình đây nè, trên Nimo TV của mình. Đúng rồi các bạn ơi. Mình đâu có BA đâu ta, mình đâu có BA đâu. Đúng rồi, các bạn phải follow trên Nimo đúng rồi. Đó, khoan, anh thấy con mấy cái này sai lắm nha, anh đâu chơi búp bê đâu, bỏ búp bê làm gì. Ơi, ở đây có cà ri nữa kìa các bạn ơi. Dụ anh chú em đi cho mình vô để mấy đợt killer vô cái hầm. Ok, đi. Trời ơi, cái chỗ này nè anh chuối không? Tụi em đã chuẩn bị cho anh rất là nhiều luôn á. Anh chuối ngồi nghe, ngồi ngay đây ăn nha. Tụi em chuẩn bị nước cho anh nha. Ok, nhớ anh uống anh... nước ngọt không đường nha. Uống nước ngọt có okay, đường mập lắm. Nước ngọt không đường. Dạ. Ok anh. Ok anh. Ok, đừng gọi được bạn. Tự mãn. Ok, tới này được bạn. Đâu, con chừng tay anh chú té xuống anh chú chết luôn, chưa đánh con quái. Lên xíu nữa bạn. Trời ơi, đợi bạn. Từ từ bạn. Đừng cho bạn. Đập rộng ra bạn ơi. Đập chi bạn, cứ gọi đi làm gì vậy? Quên ha. Tại sao mình lại thông minh như vậy nhờ? Chị chơi quá. Gì dân chơi. Ok nè. Ui. Xét không. Cho bạn. Đúng rồi, có căn hầm này nè. Được. Rồi. Okay. Đặt đuốc lên nè. Chúng ta sẽ đặt đuốc lên cho sáng nữa đi. Đuốc lên đi bạn. Tôi nghi là anh chuối sẽ không bị ám ảnh bởi cái con Jeff the Killer mà sẽ bị ám ảnh cái mặt của Mark đó nha. Không phải. Sau đó tôi đang tưởng tượng khi mà cho anh xong xong cái chạy đi đánh Mark nó mới cười á ba. Tự nhiên chạy qua đánh Mark không biết gì hết. Mày Mark là killer rồi mày. Mày Mark là killer này. Ok bạn ơi, bạn nào muốn mình cho anh chuối nữa thì hãy comment ở bên dưới nha. Và nhớ qua đăng ký channel của anh chuối luôn. Và nhớ qua xem Nemo của anh chuối luôn, nãy anh chuối quảng cáo các bạn. Ê, như mình okay. Nghi là anh chuối nhảy này chết á, đặt cao lên xíu đi. Đây, có cách. Hợp lý. Rồi, hợp lý. Mình phải làm cái đường sao cho anh chuối đừng có chạy vô khác ba. Thôi đặt đèn lên đi bạn. Coi. Gì bạn? Đặt đèn bạn. Đặt bạn, đây đó, đuối quá trời luôn nè. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Ok, được bạn, bình tĩnh bạn. Ôi, mình, bạn. Làm, mình làm nước dưới đây nè bạn. Đơn giản như đang giỡn luôn. Rồi. Được, cũng đúng. Rồi. Đó. Ơi, bây giờ làm NPC đi. Ok. Đây, chúng ta sẽ làm nè. Làm đi, ta lên cạnh anh chuối nha. Ôi trời, chuối đi vô là chết luôn. Ok, để mình lên mình coi anh chuối đang làm cái gì bạn ơi. Từ từ để mình lắp, mình kiếm gì đó đi. Kiếm một cái hàng rào để mình lắp cái này lại để cho mình che lại. Rồi. Để cho đi qua được, chút mình bắt cái này ra rồi cho anh chuối đẩy xuống. Ok, hợp lý. Đúng rồi, lên, câu vợ nha. Lên. Ôi. Ôi. Anh chuối đi qua nhà của mày rồi, cái đó nói. Hơi kìa, vụ hết bên đây, vụ hết. Kệ đi, mình lo làm đi. Đây. Ôi, sao mà khách cay một chân rồi. Mất cái chân rồi à, trời ơi. Smack the killer. Chuẩn bị nè các bạn ơi. Chỉ cần anh chuối, chỉ cần bước vô một cái là đánh thúi tiền luôn đó. Trời ơi. Đâu, đâu game bất không ơi. Ê, đẩy hành nha. Nè, game bất không ơi, game bất không. Đặt ra ba con, đặt ba con đi. Một nè, hai nè, ba nè. Nhìn nó hơi creepy xíu nhưng mà thôi kệ đi. Sao đâu anh em ơi. Lên, chúng ta đã cho được giá sư chuối lên, ta vui rồi. Lên. Bây giờ mày vô mày gẹo ổng, cho ổng dí mày xong chạy xuống đây đi Caron. Ok. Ba vô đây tầm có gì tầm ở 7 vậy. Ok. Gẹo ổng. Oops, banana. Oops, banana. Oops, banana. Anh chuối như củ chuối, anh chuối ơi. Trời ơi, người anh như củ chuối á, thiệt tình. Chửi ai vậy, chửi ai? Trời ơi, vô ngon tâm. Chết luôn á, trời dí em đi. La. Đứng rồi, cái đó. Đứng rồi. La. Lên.
bê 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 nè 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 úp bà nè 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 úp bà đã đà đứng rồi với tôi chơi à, chết rồi ơi con kỳ nào này thật má em chạy qua từ chỗ tụi mình không à. Con kỳ nào chuối giật rồi chuối đuổi mình ra của tim không ơi 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 chạy 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 Thôi, chuối ơi. Có lẽ là mình sẽ dừng video ở đây, mình sẽ núp tay chuối bị quanh ra qua chỗ của Camihao để chiến tụi mình nữa bạn ơi. Ok bây giờ hẹn gặp lại những video tiếp theo nha, bye bye. Không vui tí nào đó, đi bye bye.